Quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin sức sống thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, trận đấu mở màn tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen 2019 là cuộc so tài giữa câu lạc bộ NEC đến từ Nhật Bản và đội tuyển Australia. Đây là một cuộc so tài khá thú vị khi cả hai đội bóng đều có trong mình những điểm mạnh. Nếu như đội bóng đến từ Nhật Bản được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, thì các đã nhập cuộc đầy hứng khởi, phối hợp tấn công đa dạng, phòng thủ chắc chắn, không quá khó khăn để các cô gái trong trang phục áo đỏ giành thắng lợi 25-13. Bên phía đối diện dù sở hữu thể hình và chiều cao tốt hơn, nhưng các cô gái Australia chưa thực sự sắc nét trong những tình huống tấn công ghi điểm. Trong set 2 dù đã rất nỗ lực nhưng đội bóng áo xanh vẫn không thể tạo nên khác biệt so với set 1 và chấp nhận thua 17-25. Set đấu thứ 3 diễn ra có phần nhàn nhã hơn cho câu lạc bộ NEC của Nhật Bản. Không tốn quá nhiều sức, họ vẫn có được thắng lợi dễ dàng 25-9, qua đó giành phần thắng chung cuộc 3-0 trong trận đấu mở màn VTV Cup Tuần Hoa Sen năm nay. Tình huống vào